Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Choáng ngập biệt thự 60 tỷ ở Mỹ Thu Phương Dũng Taylor. Thu Phương là một trong những ca sĩ hải ngoại đắt giá bậc nhất vì nếu muốn mời cô ở nước hát, bầu sâu phải chi đến 300 triệu đồng. Thu Phương từng là giọng ca vàng của nền nhạc nhẹ Việt Nam vào thập niên 90. Đỉnh cao của cô là vào những năm 1997 đến 2000 tại làn sóng xanh trước khi sang Mỹ và bắt đầu lại sự nghiệp ca hát của mình ở hải ngoại. Lần đầu tiên trở lại Việt Nam biểu diễn của Thu Phương là vào năm 2008, song phải đến năm 2015, khán giả trong nước mới thực sự thấy cô tái xuất bùng nổ tại chương trình Giọng Hát Việt trước đó vào năm 2014. Một bầu show giấu tên cho biết mức thù lao để mời Thu Phương về nước hát là khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi trừ đi chi phí đi lại, ăn ở, thuê người trông con ở Mỹ, thì nữ ca sĩ chỉ còn khoảng 100 triệu. Thời gian này, có nhiều nguồn tin không chính thức về cát xê của nhà sản xuất chi cho Thu Phương để mời cô ngồi ghế nóng. Rất nhiều con số được đưa ra, nhất là khi tin đồn cát. Tiên Sa trả cho Mỹ Tâm 1,5 tỷ đồng để đổi lấy cái gật đầu. Chồng Thu Phương là Dũng Taylor, một bầu show khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Anh từng làm kỹ sư trước khi mở công ty giải trí riêng và điều hành như hiện nay. Công ty Đi và Đi Entertainment từng tổ chức nhiều chương trình ca nhạc và mời ca sĩ trong nước sang Mỹ biểu diễn. Thu Phương ở cùng chồng trong một biệt thự vườn rộng 700m² ở Mỹ, còn tại Việt Nam. Trốn đi về của cô là một căn hộ chung cư vì gia đình đông con cháu, nên vợ chồng Thu Phương mua khá nhiều ô tô phục vụ cho việc đi lại. Nữ ca sĩ đất cảng rất được chồng yêu thương. Vào ngày lễ tình nhân, Dũng Taylor tặng cô một chiếc xế hộp sang trọng và một chiếc túi sách hiệu nhưng phải năn nỉ cô mới nhận. Cũng từ sau chương trình Giọng Hát Việt năm 2014, Thu Phương chính thức được biết đến như nghệ sĩ có máu mặt trong cuộc đua hàng hiệu. Những bộ váy cô diện đều vô cùng đẳng cấp, từ giá cả, giá trị đến tính xu hướng trong làng mốt quốc tế. Ngoài căn nhà ở Việt Nam để nghỉ chân mỗi lần về nước, vợ chồng Thu Phương hiện tại đang sống trong căn biệt thự tọa lạc tại thành phố Irvine, California. Đây là một biệt thự vườn rộng 700m², trong đó diện tích sân vườn đã khoảng 500m². Trong vườn trồng vô số hoa kiểng và cây ăn quả. Vì diện tích khuôn viên rộng nên vợ chồng Thu Phương thoải mái trang trí những khu vực thư giãn, nội thất phòng khách, phòng tắm, phòng sinh hoạt chung, khá sang trọng và hiện đại. Nhìn chung, bên trong ngôi nhà không quá cầu kỳ nhưng tiện nghi, cách bày trí cũng rất Việt Nam, hướng đến sự quây quần, gần gũi ấm cúng. Nói về ngôi nhà, ông bầu Dũng Taylor khiêm tốn cho biết đó chỉ là một căn nhà thuộc dạng trung bình tại Mỹ và không có quá nhiều điều để khoe. Gia đình Thu Phương có khá nhiều ô tô. Vào ngày Valentine, Thu Phương được ông xã tặng chiếc xế hộp hạng sang, thậm chí anh phải năn nỉ cô mới chịu nhận. Vì gia đình đông con cháu nên Dũng Taylor phải mua thêm một chiếc xe mới. Người bán xe cho anh là bố của ca sĩ tóc Tiên Tính Gia. Bộ sưu tập váy áo Thu Phương mặc trong suốt chương trình The Voice có tổng trị giá cả tỷ đồng. Chỉ tính riêng mẫu đầm dạng yếm kiêu kỳ của thương hiệu danh tiếng Alexander McQueen thuộc bộ sưu tập Resort 2014 có giá niêm yết hơn 12.000 đô la, hơn 260 triệu đồng trước khi cháy hàng. Thiết kế này từng được nhiều sao Hollywood ưa chuộng. Trong buổi ghi hình vòng giấu mặt, Thu Phương diện laser phủ chi tiết kim loại tinh xảo có giá bán gần 160 triệu đồng, đi cùng giày cao gót cùng thương hiệu có giá hơn 18 triệu đồng trong vòng live show. Cô lại chọn đầm đen kín đáo từ nhà mốt Salvatore Ferragamo thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2014, giá gần 80 triệu đồng. Mẫu váy này từng khiến minh tinh đi cầu kít men tỏa sáng trên thảm đỏ. Danh sách váy áo hiệu còn được nối dài bởi thiết kế đầm ngắn Emily Ocook ôm sát gợi cảm, kết đính công phu có giá niêm yết đến 185 triệu đồng. Tủ đồ của Thu Phương còn vô số váy áo hiệu trong và ngoài nước. Trong một sự kiện, Thu Phương gây choáng khi đeo nhẫn kim cương to bản. Ảnh về việc không ngại chi nhiều tiền cho váy áo của bà xã, Dũng Taylor cho biết, đối với tôi, trang phục là sự đầu tư cho công việc, không phải để khoe. VMC và Thu Phương đã ly hôn một thời gian dài. Tuy nhiên, mới đây VMC mới quyết định nói với trí thức trẻ về lý do thực sự khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ, kiểu như giận lấy, dở hơi. Nhưng điều quan trọng, có lẽ là Phương thấy tôi chẳng suy nghĩ gì về tương
Lai mà chỉ mải chơi, chồng cũ Thu Phương còn tâm sự. Thời gian hai người căng thẳng, anh đã níu kéo nhiều nhưng không có kết quả tốt đẹp. Tôi không hề muốn mất gia đình và làm khổ các con, nhưng hình như duyên của chúng tôi đến đó đã hết. Hai đứa cứ tự xa nhau dần. Cuối cùng, khi không còn hy vọng nữa, tôi là người chủ động đưa ra quyết định. Đặc biệt, Huy MC còn cho hay, Dũng Taylor cũng là một lý do quan trọng khiến cho vợ chồng mình được ai nấy đi. Tuy nhiên anh vẫn luôn nhận lỗi về mình để tránh mang tiếng xấu cho vợ. Phương yêu người khác trước cả khi tôi phạm lỗi. Thời điểm đó, tôi về Việt Nam và bị kẹt do bị tạm dừng xuất cảnh. Cho đến bây giờ có ai hỏi chuyện, tôi vẫn nhận là do mình ngoại tình cho. Hợp lý lúc đầu, Dũng là bầu sâu, sau đó chắc cô ấy muốn có chỗ dựa. Hơn nữa, khi đó ở Việt Nam vụ của tôi cũng ầm ĩ lên rồi nên chắc Phương cũng làm tới luôn. Tóm lại là vì tôi nhỉ, mê gái, ngoại tình bị vợ bỏ, đơn giản thế thôi. Huy MC tiết lộ thêm, Huy MC cho hay, hiện tại anh và vợ cũ đều đã có gia đình mới nên cả hai không còn trách cứ nhau nữa. Nói về mối tình một thời của mình với Hồ Ngọc Hà, Huy MC chia sẻ, cô ấy đẹp nhưng tôi rất khổ sở, khổ vì cuộc tình tội lỗi. Lúc đó hai đứa bị sét đánh thôi, còn tôi cảm thấy có lỗi với tất cả, nhất là với các con. Chính vì tội lỗi này, anh đã phải đợi đến năm con trai 20 tuổi để nói sự thật và nhận được sự tha thứ của con. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.